Và đây là cách mà ông chú mình ông khui bia ha. Đây. Trời ơi nhanh vậy. Có thằng kia nó khui bằng giờ, tiền 20 ngàn mình nè. Okay. Nó ship làm sao là nó khui công nhận không rách tiền luôn á. Khui phải nổ vây vây kìa. Phải vây vây. Chú khui là chà chà này ha. Chà chà này đúng không? Đâu chú chà là hồi này. Đây. Đâu để xong cái. Rồi. Xong phải xong sớm được ha. Xong cái. Không tại theo cái này là lần đầu tiên con thấy luôn á nha. Lần đầu tiên thấy thiệt á. Hồi lúc trước. Đó. Thiệt chứ hả? Nó coi gà, mấy gà nó bùng lên á. Con mới thấy luôn á. Được không? Dạ. Cái thằng xanh nó mới nghe dữ nữa. Trời ơi đây chúng mình nó mình nó cũng khui bia. Mới thấy. Có coi coi thằng này nó khui 20 ngàn mà nó ship làm sao mà khui bia chai đó. Dạ. Là 10 chai thằng kia cho 5 triệu á. Rồi rồi. Là không rách 20 ngàn nha. Không, cái nhận thì hay luôn á. Cái cách khui này là lần đầu tiên con thấy nè, lần đầu tiên con thấy luôn á. Thiệt rồi đó, giờ mới thấy luôn á. Tiền nó ship làm sao mà vậy, cái nó búng lên đây là vậy cách nè. Khui mới nha. Dạ. Rồi.